Supersale.vn giảm giá nick càng thông tin đến 50% và đặc biệt rằng có bán quân huy giá rẻ. Nếu bạn nào có nhu cầu mua quân huy giá rẻ hay mua nick thì các bạn đừng quên vào Supersale.vn có bán quân huy và nick giảm 50% tất cả các bạn ơi. Hello hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Ngày hôm nay thì mình sẽ gửi gắm cho tất cả các bạn một vị tướng là Slim. Slim mở mua 20-21 này và từ khi nó không còn gọi là cái combo chiêu 2-1 được nữa thì Slim mình nghĩ nó sẽ rất phù hợp cho giai đoạn đi đường. Đi đường thì Slim sẽ làm được gì? Cũng như bao xạ thủ khác ra hàng đầu game thì khi tất cả bạn cầm xạ thủ thì cái việc các bạn sẽ farm là cái việc tối ưu nhất. Và khi trao đổi chiêu thức thì chúng ta sẽ không quan trọng và không cần phải trao đổi chiêu thức với cặp đôi xạ thủ, trừ khi chúng ta được gánh thì chúng ta mới trao đổi thôi. Còn không thì chúng ta sẽ tập trung chủ yếu farm và di chuyển. Đấy rồi, thằng điêu má này. Đấy rồi, dính choang, đấy rồi, phía luôn. Ủa, thế này chảy kiểu gì anh em. Đấy, thì thay vì giai đoạn chơi hổ báo ở đâu game thì mình khuyên các bạn Sơn là một vị tướng chơi rất nhanh hả ở đâu game. Bởi vì cái giai đoạn đâu nó sẽ rất là yếu. Thì khi rất là yếu thì chúng ta chỉ việc farm và sẽ di chuyển thật nhanh ra mid. Thì di chuyển như thế này thì chúng ta sẽ tạo một cái gọi là tạo một thói quen, cứ farm xong là di chuyển, chứ chúng ta không bao giờ được ly ở đường, không đứng ly ở đường làm gì cả. Bởi vì cặp đôi thằng Esu với thằng Gidu này thì dù gì 2v2 chúng ta rất là khó ăn, không bao giờ ăn được cặp đôi này đâu. Đây rồi, ôi không ăn được anh em ạ. Đấy, cho nên là các bạn hạn chế thôi. May quá. Đấy, cái farming mà túc biển kiểu theo quản tính nó có như bị dính chưa ba là chết liền, rất là may, rất là hên. Ôi rồi xong rồi cứu không. Ôi rồi xong một cái mảng chơi dài anh em ạ. Đấy, anh em phải chơi dài chứ. Thế không sao, đây là một cái pha mình làm khó trận đấu thôi để cho các bạn xem. Và clip này thì mình nghĩ những bạn nào đang quan tâm hoặc chuẩn bị hoặc đang chơi Slim thì mình nghĩ clip này sẽ rất tốt cho tất cả các bạn. Slim hay tất cả các vị tướng xạ thủ nói chung thì thiên hướng ở trong meta này nó sẽ chơi thiên hướng combat tổng hoặc nôm na rằng là di chuyển cung tim. Thì di chuyển cung tim thì chúng ta sẽ phải đứng hoặc bắn hoặc giữ vị trí như thế nào. Thì clip này mình nghĩ sẽ rất hữu ích cho tất cả các bạn. Khi giao tranh chắc chắn rồi, con rồng 1, con rồng 2 thì chúng ta sẽ phải giao tranh tổng với tim. Mà giao tranh tổng với tim thì cái điều chúng ta cần chú ý nhất đó là cái điều gì? Đó chính là chúng ta phải chú ý những vị tướng sát thủ của tim địch. Những vị tướng nào nó ké có thể bay vào mình được thì chúng ta sẽ phải chú ý nó. Chẳng hạn tim địch có thằng nào ạ? Có thằng Ryoma này lao lên đánh gần này, thằng Zuka và lao reo thì mình chắc chắn mình có thể lao gần nó rồi. Cho nên mình sẽ quan tâm nhất đó chính là thằng Zuka và thằng Ryoma. Và giai đoạn này thì mình sẽ chú ý thằng Zuka nhé, bởi vì thằng Zuka nó sẽ có thể là kết liễu mình rất là kinh dị. Cho nên mình sẽ chú ý đâu ghép, mình sẽ chú ý với thằng lao vào tốt nhất tìm địch đó chính là thằng Zuka đấy. Thì Zuka thì khi chúng ta phải chú ý ở trên bản đồ nó ở đâu thì chúng ta sẽ phải đánh đối lập ở cái đường của nó. Hoặc nếu có mắt tổng thì chúng ta phải chờ Zuka xuất hiện thì chúng ta mới được xuất hiện các bạn nhé. Các bạn hãy nhớ cho mình một cái điều đấy. Đây, giai đoạn này thì mình sẽ tập trung đi farm, nói chung farm ở đường rồng, xong mình sẽ di chuyển ra mid, chứ không vấn đề gì cả. Nhưng khi tí nữa tí mình tập trung đánh nhau thì mình sẽ có thể là đứng giữ vị trí cho các bạn xem, cực kỳ bá đạo luôn. Đấy, quan trọng nhất khi các bạn chơi bất kỳ một vị tướng sát thủ nào, các bạn hãy nghĩ đơn giản thôi. Các bạn là một người chơi sát thủ đi, khi có mắt tổng các bạn sẽ giết ai? Đương nhiên các bạn sẽ kén xạ thủ đâu. Đấy, cho nên khi các bạn chết xạ thủ thì các bạn sẽ phải né ấy, né sát thủ. Cho nên các bạn hãy nhớ cho mình một điều. Ôi giời ơi, có gánh à. Khiếp, thằng Gidu nó chơi ác thật. Tàu giết mình luôn gì. Rồi, một mạng hay quá. Có Kadisi đến, xúc luôn, xúc xích. Đấy, ngon lành. Đấy, đánh nhau khi có gánh. Đấy các bạn, đánh nhau khi có gánh. Còn không thì chúng ta sẽ farm thôi. Rồi, bây giờ con rồng nhá. Ở bên mảng bên kia này mình nghỉ sẽ bên mảng mid quá này. Đây, mình sẽ đứng lui sau các bạn nhìn này. Rồi, thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Cái tuyển của team mình ấy, mình luôn luôn đứng cuối cùng, không bao giờ lao lên trên cung nhá. Bởi vì vốn gì xạ thủ bắt buộc sẽ phải cứu được cái tuyến đầu của nó là tuyến tiến phong. Tuyến tiến phong của nó là những vị tướng lao vào. Team nó có 3 thằng, lao reo, Ryoma và thằng Zuka. Thì cái việc Zuka mình sẽ giết kết liều nó trước. Thì lúc đó mình mới tính được cái chuyện. Đây thằng Ryoma này, đây. Khi kết liều được thằng Zuka thì mình mới tính được cái việc là lao lên cái tuyến phong, tuyến 2, tuyến 3 của nó. Thì đó, tùy thuộc vào các bạn giết được thằng tuyến 1 hay không. Thì có nhiều trận các bạn sẽ bị kết ngay lập tức, đó chính là các bạn bị đứng lồi vị trí. Thì cái cách mà đứng vị trí tốt nhất đó là các bạn phải biết được team địch nó gian hàng ở đâu.
Các bạn sẽ biết rằng hàng đâu, chẳng hạn cái phá vừa rồi ở đường rồng thì mình biết tím địch nó sẽ tan tư mít quá, cho nên mình sẽ đứng thấp, đứng lui ở phía ổ. Ê, cái phá này nó bắn cả trù anh em ạ. Thôi chim cút no, có tốc biến nha, từ choáng này, đừng nó mà bắn đi, đừng nó mà bắn đấy. Một phá cầu đìa, một phá kiểu môi chai cho anh em ăn rất tuyệt vời đấy. Clip này thì mình sẽ chủ yếu phân tích và hướng dẫn anh em cách giữ vị trí combat thôi. Thực sự là đi đường thì nói chung là cái chuyện đi đường thì mình sẽ không hướng dẫn nhiều, vì vốn gì đâu thì đây là một những vị tướng đi farm, cho nên không cần phải nhiều cái yếu tố farm đường hay như nào cả. Các bạn chỉ cần đứng farm là được thôi đấy. Rồi mình sẽ di chuyển nha, lao lên từ từ bình tĩnh này. Thôi mình sẽ đi farm mấy con quái rừng vắt. Hiện tại trên bản đồ chưa thấy một ai, và team địch thì Yuka Rio Mai chết rồi đấy. Team mình khá ok. Thực sự trận đấu này thì team mình khá xanh, nhưng nói chung là mình chỉ hướng dẫn màu thôi. Còn gặp vào những trận đấu của các bạn thì hy vọng khi đứng giao tranh thì các bạn phải biết phân tích. Khi trong một trận đấu các bạn phải biết được cái thằng nào vào nè. Chứ các bạn chưa hỏi anh Cương Lao ơi, em trận đấu của em không có Yuka thì em không biết em đừng nẻ như thế nào. Trời, đừng có hỏi những câu đấy nhá. Đấy, được rồi, cái pha này lui này. Rồi, lui một phút. Rồi, ok, ngon lành cành nào. Cứu hết con thằng Gidu này nữa, chạy đâu. 0-2, một bán, bạch. Đấy, đơn giản cho các bạn. Láo lên phát minh lướt 0-2, lui một phát là nẻ, ốn toàn bộ sát thương của nó luôn. Đấy, đơn giản easy thôi các bạn. Ủi rồi, cái con slip này thực sự là cái lượng đá mà nó rất là tốt các bạn nhá. Nó mạnh từ giữa đến late game, cực kỳ mạnh luôn. Mà đầu game thì nó khá yếu, nên các bạn hãy cân nhắc rằng khai thác những điểm mạnh của nó và né những điểm yếu của nó đi, thì ra đầu game chúng ta sẽ bớt đánh nhau hoặc bớt giao tranh đi, thì chúng ta tập trung farm. Bởi vì vốn gì đấy, một vị tướng mạnh từ giữa đến late game, cho nên chúng ta sẽ tận dụng giai đoạn giữa đến late game các bạn nhé. Hãy nhớ cho mình điều đấy. Rồi, thì trong một clip này thì mình sẽ chốt hạ lại một chút. Khi các bạn chơi slim ở trong mùa 21 này thì mình mong muốn các bạn sẽ farm ra đầu game và di chuyển thật nhiều. Đó sẽ tạo thêm một cái thói quen. Khi tất cả các bạn tầm phút thứ 7, thứ 8 rồi thì chúng ta sẽ thường xuyên di chuyển cùng với team để chúng ta combat. Và khi combat tổng thì chúng ta hãy nhớ đến team địch có những vị tướng lao vào nào, đó là tuyến 1 của nó. Thường thì sẽ có đấu sĩ này, team địch sẽ có đấu sĩ và sát thủ sẽ lao vào, thì chúng ta sẽ phải đứng về cuối đội hình và cùng đồng đội cứu những tuyến của nó, là tuyến đầu của nó. Thì lúc đó chúng ta sẽ lao lên đánh tuyến sau của nó thật tốt. Còn không thì bắt buộc các bạn chơi xạ thủ, các bạn sẽ phải đánh cái tuyến trước của nó. Thằng nào lao vào là đánh thằng đấy. Đánh trong tình thế là thằng lao vào đấy không cứu được vào các bạn. Nôm na rằng các bạn sẽ phải né cái lượng sát thương của vị tướng lao vào của team địch. Đấy, hãy nhớ cho mình những cái điểm đấy. Thì bất kể không phải là slim mà bất kể các vị tướng khác, các bạn sẽ chơi rất là tốt các bạn nhé. Đó là cái kỹ năng giữ vị trí trong combat tổng. Đấy, rồi. Thì không biết con pha có mắt tổng nữa không, thì mình sẽ phân tích cho anh em xem hiểu. Đây, cái pha này thì từ thằng Yuka gì đã chết rồi. Yuka Esu chết thì mình cứ đi farm thôi. Mình sẽ chơi một pha có mắt tổng cho anh em xem thật là đà mắt nhá. Sẽ có pha có mắt tổng, từ lùi một chút. Thằng Yuka đâu rồi, Yuka chuẩn bị ra. Đấy, Rio Má này, từ bình tĩnh, mình cứ vần vần đấy thôi. Đấy, thì sẽ có một pha đẹp mắt cho anh em nhá. Một pha rất đẹp mắt cho anh em luôn. Có ai dầm cái bầy kia, rồi dầm hồi cái bầy cái bầy thằng Esu. Đấy, các bạn nhìn cái cách mình đứng này, luôn luôn là đứng rất là xấu xá, từ từ lùi một chút. Đấy, có chỗ nhảy mà. Đấy, luôn luôn đứng xa thôi, tím địch nó ran đủ 5 người rồi. Thì bây giờ rồi, thằng Rio Má địt mình này, ôi giời ơi. Ôi, thấy chưa anh em ạ? Anh em thấy chưa? Vừa mới hừ đã một phát thì nó la lên nó chơi mình thôi. Rất là nguy hiểm nhá. Chỉ cần anh em mà kiểu đứng mà lào nhả một phát là anh em bốc hơi ngay lập tức đấy. Rồi. Từ từ cái pha này này. Rồi thằng Rio Má hết chiêu. Đây, nhảy vào chơi luôn. Rồi, thằng Yuka tốc biến phát. Trời ơi, máy quá anh em. Rồi, lao lên xỉa luôn. Tím địch không còn sát thương nữa. Lao lên Yuka, mình còn chiêu 2 cày được. Rồi, chim cút. Băng xương, mình còn băng xương. Ôi giời, máy anh em ạ. Hay quá. Đấy, cái pha này thực sự là mình đứng rất là hử hánh một chút. Mình kiểu cảm giác như là hơi hổ báo một chút. Cho nên là cái pha này vẫn chưa thực sự gọi là một pha combat tổng đẹp đâu. Từ từ anh em ạ. Với cái pha vừa rồi mà chính là thằng Yuka mà chế tốt ấy, thì nó sẽ dồn đám vào mình luôn. Chứ thực sự cái phát mình tốc biến rồi, hết chiếu thức rồi. Đấy, thằng Yuka hình như con chiếu đúng không nhỉ? Vẫn con chiếu 3 đấy. Khả năng không tới tâm. Rồi. Rồi thì mình nghĩ hy vọng có một cái phá có mắt tổng cuối, thì hy vọng các bạn hãy chú ý và theo dõi cách mình đứng vị trí nhá. Và mình nghĩ là clip đến đây kết thúc rồi, và xin chào và hẹn gặp lại tất cả bạn vào clip sau. Và các bạn đừng quên hãy để lại cho mình một nút comment các bạn muốn làm vị tướng nào nhá. Và tất cả bạn ơi, mai yêu bye bye.
What's something